Dạo này mày vẫn khỏe chứ? Mày biết tao tới đây có việc gì không? Tiền nợ tao mày mới trả không? Mày mượn tao thì giỏi, mà sao túc tao hỏi trả tiền mày không nói vậy? Mày có nghe tao nói không? Tao nói mày không nghe à? Nên để tao banh cái lỗ tai mình ra thì tao nói. Mày có tiền mày cho gái, mà tiền nợ tao mày đố trả. Mày muốn tao phải làm sao? Tao đến đây cũng chẳng là chỉ chơi với mày. Tao đến đây đòi tiền. Tiền tao đâu? Mày có trả? Hay là mày muốn gì? Sao mày im thế thằng kia? Lúc mày mượn tao mày nói nhiều lắm mà. Sao bây giờ tao đòi mày im thế? Mày muốn gì? Tao đến đây là lần cuối tao nói với mày biết. Ngày mai đem tiền tới nhà tao mà trả. Hoặc là mày không yên với tao đâu. Tao nói lại lần cuối cho mày biết đó. Tiền của tao mày phải trả. Mày nhớ chưa thằng kia? Nhớ kỹ lời tao nha. Tao không có đùa đâu. Mày biết tao rồi đó. Anh mày chẳng bao giờ đùa đâu. Nhớ nha, lần cuối nha. Chốt số cho anh nha. Biết chưa?